nay ngày 24 tháng 5 ở miền Bắc vẫn mưa dai dẳng không ngớt, nhiều nơi tiếp tục ngập lụt sau những đợt mưa nối tiếp, nhiều xe ô tô lặn trong nước. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay ngày 24 tháng 5, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như An Bình, Hòa Bình 179mm, Quân Chu, Thái Nguyên 184mm, Quế Võ, Bắc Ninh 150mm, Phủ Lý, Hà Nam 181mm, Yên Định, Thanh Hóa 161mm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, ngày và đêm nay ngày 24 tháng 5 vẫn còn mưa vừa mưa to và dông. Có nơi mưa rất to tại Hà Nội, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Hòa Bình, Hà Nam, Hưng Yên, Thái Bình, Hải Dương, Ninh Bình, Thanh Hóa, có nơi trên 130mm. Trong khuôn khổ kỳ họp thứ 3 của Quốc hội, sáng nay ngày 24 tháng 5, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đã trình bày báo cáo tổng kết việc thực hiện nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và tờ trình về việc kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ quy định của nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21 tháng 6 năm 2017. Báo cáo nêu rõ, trong giai đoạn 2017-2021, hệ thống các tổ chức tín dụng xử lý được 750.100 tỷ đồng nợ xấu. Riêng nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42 tại thời điểm ngày 15 tháng 8 năm 2017 là 541.600 tỷ đồng. Nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42 phát sinh mới trong thời gian nghị quyết có hiệu lực tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2021 là 251.300 tỷ đồng. Lũy kế từ ngày 15 tháng 8 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021, toàn hệ thống các tổ chức tín dụng đã xử lý được 380.200 tỷ đồng, chưa bằng một nửa số cần phải xử lý. Trường hợp nghị quyết số 42 không được tiếp tục thực hiện, số nợ xấu xác định theo nghị quyết số 42 chưa được xử lý, bao gồm số nợ xấu phát sinh mới, dự kiến có thể lên đến mức 430.000 tỷ đồng vào cuối năm 2022 và 443.000 tỷ đồng vào cuối năm 2023. Ngày 24 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, hiện thành phố tiếp tục triển khai đợt 2 tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, từ nay cho đến hết ngày 12 tháng 6. Theo đó, đối tượng tiêm đợt 2 là tất cả trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, sinh sống hoặc học tập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với khoảng cách ít nhất 4 tuần kể từ ngày tiêm mũi 1, kể cả trẻ đã được tiêm mũi 1 tại tỉnh thành phố khác. Ngoài ra, thành phố cũng tiếp tục tiêm mũi 1 cho những trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, sinh sống hoặc học tập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, chưa được tiêm vaccine trong đợt 1, do phải hoãn tiêm, do mới tròn 5 tuổi, mới đồng thuận tham gia tiêm chủng, mới trở về thành phố Hồ Chí Minh, đã mắc COVID-19 trên 3 tháng. Ngày 24 tháng 5, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cho biết, hiện số ca mắc bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết vẫn đang có xu hướng gia tăng trong tuần 20 của năm 2022. Trong tuần 20, thành phố ghi nhận thêm một ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết lên 7 trường hợp. Tính từ đầu năm đến nay, trong 4 tháng đầu năm 2022, thành phố ghi nhận 8.481 ca mắc sốt xuất huyết, tăng 28% với cùng kỳ năm 2021 là 6.639 ca. Trong tuần 20, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, thành phố ghi nhận 943 ca bệnh sốt xuất huyết, tăng 156 ca, 20% so với trung bình 4 tuần trước. Trong 4 tháng đầu năm 2022, thành phố ghi nhận 2.562 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, với 96% các trẻ mắc bệnh ở độ tuổi từ 1 đến 5. Trong tuần 20, từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 19 tháng 5, thành phố ghi nhận thêm 882 ca bệnh tay chân miệng, tăng gấp 2 lần so với trung bình 4 tuần trước đó. Ngày 24 tháng 5, ông Đào Xuân Thủy, Giám đốc Vườn Quốc gia Chư Mâm Ray, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum cho biết, thông tin cử tri phản ánh khai thác vàng trái phép xảy ra tại Lâm Phần do đơn vị quản lý là không chính xác. Cũng theo ông Thủy, Sở Tài nguyên Môi trường Kon Tum đã phối hợp với các đơn vị đi kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc này lên Ủy ban Nhân dân tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum. Theo báo cáo kết quả kiểm tra của Sở Tài nguyên Môi trường, qua kiểm tra rà soát xác định có một đội khảo sát địa chất đang cắm trại tại tọa độ VN2000, xã Sa Long, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
Trên đường vào vị trí này cách quốc lộ 14C khoảng 200m, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Chư Mâm Rây cùng đồn biên phòng Sa Lon đã lập chốt giám sát hoạt động của đội khảo sát nêu trên. Vị trí khảo sát địa chất này cũng đã được liên ngành kiểm tra lập biên bản ngày 18 tháng 4. Đến thời điểm đi kiểm tra theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đoàn xác định hiện trạng không có sự thay đổi so với thời điểm tra ngày 18 tháng 4. Sau gần 2 tuần thi đấu, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 SEA Games 31 tại Việt Nam đã chính thức khép lại bằng lễ bế mạc đầy thân tình giữa các đoàn thể thao tại Cung Điền Kinh trong nhà Hà Nội vào tối ngày 23 tháng 5. Đến dự lễ bế mạc có đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia Tipen, các vị bộ trưởng, đại sứ và trưởng đoàn thể thao các nước dự SEA Games 31. SEA Games 31 khép lại với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam sau khi giành tổng cộng 205 huy chương vàng, 125 huy chương bạc, 116 huy chương đồng, vượt xa con số 140 huy chương vàng đặt ra trước SEA Games. Đặc biệt đây cũng là lần thứ hai thể thao Việt Nam giành trọn bộ huy chương vàng bóng đá nam nữ tại một kỳ SEA Games.